Xin chào bạn nhé, hôm nay mình giới thiệu bạn một cái dự án nhận đồng UBB, nhận được 20.500 đồng UBB nhé, và nó đã được niết trên Uniswap. Thì trị giá của nó là 20.500 đồng, tương đương với 0.04 ETH, và nó khoảng tầm như đây là 22 đô này. Đó thì mình phải làm nhiệm vụ bên dưới này nhé, phải join kênh Telegram này, follow Twitter này, Red Twin Bot và tag 3 người bạn này, và subscribe trên YouTube chỉ cho 1.500 người đầu tiên bạn nhé. Đó thì mình phải join Telegram này. Đấy, đây kênh của nó đây. Kênh của nó là 1.900 người join Telegram rồi. Và trên Twitter thì mình thấy nó có ít người Red Twin thôi. Mới có mấy trăm người thôi, có 888 người rồi. Đó. Thì kênh YouTube của nó thì cũng có mới 700 người đăng ký. Đó thì các bạn cố gắng làm sớm nhé. Đó thì sau các bạn điền thông tin vào đây, tên Telegram này, tên Twitter này, Ninh Red Twin này, Ninh mình Red Twin bài này, và tag 3 người bạn nhé. Đó. Đây như này nhé, Red Twin tag 3 người bạn, là mình copy Ninh là mình dán vào đây. Rồi điền địa chỉ ví ERC20. À, cuối cùng là cái Telegram giới thiệu của mình. Đó thì mình sẽ đặt cái Telegram giới thiệu của mình bên dưới cho các bạn dán vào. Ok. Đó thì giới thiệu sẽ được nhận 7 đô này. Đó. Thì các bạn làm gấp nhé, chỉ được 1.500 người thôi. Đó, mình điền xong thông tin là mình gửi đi là xong. Rồi, ok. Ok, cảm ơn các bạn. Nhớ làm gấp nhé.